quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 23 tháng 12 năm 2021 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ phía Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.